xin chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin Thế giới Thể thao ngày hôm nay của kênh Thể thao TV và Bóng đá TV. Vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn ngay sau đây thì biên tập viên Tuấn Anh sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết. Và mở đầu bản tin ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhìn lại vòng 8 V-League 2017 với rất nhiều những điểm nhấn đáng chú ý. Trong đó thì đáng kể nhất là việc FLC Thanh Hóa đã có dấu hiệu tay tốt trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tiếp đón sổ số Kiến Thiết Cần Thơ trên sân nhà, FLC Thanh Hóa đã cho thấy sự ổn định của mình kể từ đầu mùa giải khi giành chọn 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất được ghi do công của Uche ở phút 1. Chiến thắng này đã giúp đội bóng xứ Thanh trở thành câu lạc bộ duy nhất bất bại sau 8 vòng đấu tại V-League 2017. Bởi ở trận đấu không khán giả tại Lạch Tray, câu lạc bộ Quảng Nam đã phải nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải trước chủ nhà Hải Phòng. Hai bàn thắng của đội bóng Đức Cảng được ghi do công của hai cái tên hết sức quen thuộc, đó là Stevens và Fagan. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá cao khi gặp Tân Binh Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Antoine Fiat giành chọn 3 điểm. Bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ của Diachenko đã ngắt mạch thắng đầy hưng phấn của các cầu thủ phố núi. Trong khi đó, sau khi nhận án phạt nặng từ VFF do sự cố trên sân Thống Nhất tại vòng 6, Long An tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi nhận trận thua thứ 3 liên tiếp. Lần này, họ để thua với tỷ số tối thiểu trước chủ nhà Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Lê Duy Thanh ở phút 35. Vòng 8 là vòng đấu hiếm hoi tại V-League 2017 khi các ông vua áo đen không bị phản ứng bởi câu lạc bộ cũng như cổ động viên. Lật lại danh sách phân công trọng tài thì thấy những trọng tài từng bị phản ứng như Nguyễn Ngọc Châu ở vòng 7, Nguyễn Trọng Thư ở vòng 6, Hoàng Phạm Công Khanh ở vòng 7, Nguyễn Đức Vũ ở vòng 1 hay Nguyễn Trung Kê Bê ở vòng 5 không làm nhiệm vụ ở vòng 8. Đây quả là một tín hiệu vui với ban tổ chức giải đấu.